Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục với cái series bài thiết kế website bán hàng online. Thì ở clip cái video trước á, thì sau khi chúng ta đã tạo được cái domain là thủ thuật tin học.tk rồi đó, thì ở đây chúng ta đã hoàn thành được cái bước tạo domain. Tiếp theo á, là chúng ta sẽ vào cái phần quản trị hosting của chúng ta. Phần quản trị này đó, khi các bạn mua hosting trên mạng á, thì cái nhà cung cấp họ sẽ cung cấp cho các bạn, ví dụ như mình mua hosting là pharmacyvn.com, thì họ sẽ cung cấp cho bạn cái phần đuôi là ví dụ như 2 chấm cái gì đó, của mình là 2.2083, thì mình nhập vào địa chỉ này vào. Ở đây nó nhảy nhảy vào bên phần .vn này đó. Thì vấn đề là làm vì là mình có phần bộ phần nhớ kết đó, ở trong cái trình duyệt này, nên mình gõ lại CVN thì nó ra một dãy thêm nữa đó, ví dụ như CB set này nè. Như là của bạn đầu tiên thì bạn không cần như vậy, bạn đăng ký của mình giống như 2 chấm chấm gì đó thì nó sẽ ra username với password, thì các bạn điền vào cái username password của nhà cung cấp á, hosting nó cho các bạn á, thì các bạn điền vào, các bạn bấm login. Của mình thì mình đăng nhập thẳng vào luôn cho nhanh ha. À, thì ở đây thì có cái username đây, farm474 này, và cái password này là bên trình duyệt họ tự nhớ, mình login vào. Ở đây thì mình tiếp tục vào cái phần, tại vì mình đã có một cái website chính, một cái domain chính ở trong cái hosting này rồi. Mình có một cái primary domain rồi, đó là pharmacyvn.com rồi. Thì bây giờ mình muốn tạo một cái website khác trong trong cái hosting này nữa, thì mình buộc phải bấm add on domain, hay là mình muốn tạo domain mới, một cái domain con á, bấm add on domain. Ở đây cái bảng add on domain hiện ra. Thì cũng xin lỗi các bạn luôn, hôm nào mình có một hosting mới mua luôn á, thì mình sẽ làm một cái video riêng để là tạo cái domain, cái primary domain. Còn hôm nay thì trong tình huống cụ thể này thì thôi, chúng ta làm cái add on domain đi các bạn nhé. Có nghĩa là ở đây thì họ hỏi mình đó là create add on domain new domain name. Thì cái new domain name này là cái domain mới. Thì ở đây mình copy lên cho chắc ăn. Mình copy lên cho chắc ăn. Ctrl C. Mình bỏ đây. Mình bấm đây thì nó tự động nhảy. Họ tiếp là create an FTP account associated with this add-on domain. Chúng ta có tạo một cái FTP account nó gắn kết với cái domain add-on này hay không, thì mình tạo luôn để cho mình có một cái cơ sở dữ liệu, mình có một cái FTP riêng cho cái domain này. FTP là gì thì mình lại chia sẻ vào trong một cái video khác, chứ mình nói như vậy sợ nó bị lạc đề đi. Password thì các bạn nhập password tùy các bạn, nhưng mà các bạn nhớ là ghi lại để mình nhớ, để sau này mình nhớ nha, để mình quản lý nha. Sau khi nhập password xong, các bạn bấm vào add domain. Đó, thì một thông báo hiện ra đó là the add-on domain thủ thuật tin học.tk has been created, có nghĩa là cái domain này đã được tạo, và cái FTP cũng như vậy luôn, tài khoản FTP cũng được tạo luôn. Lúc này mình bấm go back lại. Mình bấm vào cái nút home, mình vào home các bạn nhé, để mình xem coi cái domain mình tạo được chưa. Đó, thì để xem tạo được chưa thì mình bấm vào file manager. Ở file manager hiện ra thì ở cái cột bên trái này, các bạn kiểm tra giùm mình đó là con xem coi có chưa, thì ở đây mình thấy được đó là đây có rồi, có thư mục là thủ thuật tin học.tk rồi. Thì đây là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước mà cấu hình sơ bộ và hosting. Tiếp theo sẽ upload cái theme lên và cài theme cũng như database như thế nào thì mình sẽ chia sẻ tiếp trong cái clip tiếp theo, cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.